anh em có ra vô tự do mình ra đúng khu vực, không có quần áo. Ra đây. Ê, ê. Anh đi đây. Qua đi. Để đứa chị. Vô đi. Để lên. Như vậy ở những tình huống thay người của tám lưỡi thay người nên bị một khẩu nàng và bị một lưỡi Anh lên sắp về đi trước. Bắt. Ra đi. Đường lên sắp về chú em. Bành chết ông ta ơi. Nhanh. Về đó, về đó, về đó. Nhận ra. Đây. Đây luôn rồi, luôn. Ê, hả tao chạy luôn đi. Không đâu. Giữ bành luôn. Giữ đi, giữ đi, giữ đi. Giữ đi, giữ đi. Giữ đi, giữ đi. Thả tối rồi hả? Đứng nó chạy chậm lế, nó chạy, nó không biết đường nó chạy. Bơm luôn, bơm luôn ấy. Tắt đặt cánh. Tắt bơm vô luôn. Bơm vô rồi tắt luôn. Qua được.
Yeah.
Như vậy cầu thủ số 20 Phạm Đỗ Ngọc Dương đã vừa rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Không nhập banh, không nhập banh, rè banh thôi. Còn tính lại, chọc lại cho mình muốn. Không phải chơi đâu. Banh kia, thủ đáng rồi. Bách nghe. Như vậy kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Đứng theo em đấu xuống rồi. Kết quả là 3-2 nghiêng về trung học cơ sở Tam Quan. Thay đổi tiến hành giải lao. Để đảm bảo cho trận thi đấu thứ hai, 12 đội bóng số 4 và số 5 chúng ta đăng ký danh sách để chuẩn bị cho trận thi đấu thứ hai. Thời gian nghỉ giải lao, 12 đội chúng ta tiếp tục vào sân để thi đấu hiệp thứ hai. Hiệp thứ nhất, đội bóng trường trung học cơ sở Tam Quan đã ghi bàn thắng trước với tỷ số 3-2. Thi đấu trận thứ hai. Yeah.
tình huống cứu thua xuất thần của thủ môn thủ môn Duy Tân của trung học cơ sở. Nó làm gì thì cho túi bụi vậy mày, hình như mấy trời đứng xa đưa rồi hết rồi đứng vô chứ nào tập trung lên rồi chậm rồi từ giờ mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hầm giấy lên, hầm giấy bảo anh về lên. Hầm giấy rồi, hầm giấy lạnh, lưu về lạnh. Rồi, lưu về, lưu luôn. Rồi, mày lên, mày lên. Anh dùng cho chiếc chú anh. Nãy nhập vô nãy luôn rồi. Nhập vô nãy ra luôn rồi. Anh quen luôn rồi, rồi ra luôn rồi. Đây nhanh tiểu, chịu khó lấy bàn tiểu không? Ở công nhân của trong cơ sở mời thầy Tiến về vị trí của dự bị. Thầy Tiến về vị trí của dự bị. Hết chuyện sao rồi. Trời lắm, quá dữ. Hẹn đâu tình ưng. Nhẹ xuống bay tao đi. Ở đây được không? Có bạn là lên đi. Thấy nó chạy lâu, nó chạy tốt được. Lên em chạy tấn chạy lên cái bà đấy vô chứ hoài chèn mà chạy đây nó vậy vô đi mở lúc vô đi không theo nào ra vô tùy tiện hay quá lại cầu thủ số 15 Võ Sơn Tường đã vừa nâng tỷ số lên. Cũng là cơ sở tập luyện. Cánh luôn như này, cũng như là bữa anh tỉnh ở trong kia Được. Liên tiếp là hai bàn thắng đến cho đội bóng cơ sở. Đi không?
Không có duyên. Để ra đá chú ạ. Ra đây, ra đây, ra. Anh đi. Rồi. Vô.
giữ chân sao giữ cái chân lại để đá nữa. Được mệt chưa được? Được. Mệt chưa? Thằng lỗi lập lỗi đi. Tính về cho tính. Tính mà nhiều tay vậy. Ổn đâu, ổn đâu, hết vô đâu. Ra, ra, ra. Hết chưa?
Dê dư. Đấy, lại cái này rồi. Thi đấu thứ hai, đánh số đi về trong mặt cơ sở với tỷ số 5-2. Cầu thủ số 7 Trần Bích Trưởng ghi 4-1. Bàn thắng còn lại của trung học cơ sở được ghi bởi cầu thủ mang áo số 15 Võ Sơn Toàn. Hai bàn thắng phía số 8 được ghi bởi Nguyễn Thành Trung và Phạm Vũ Ngọc Dương. Ê, cậu anh em gì thưởng nha, thưởng cho tụi con nhiều nhiều nha. Quá. Thấy vô dễ mà chạy loạn, hơi khác kia. Trận đấu ở trận thi đấu thứ hai sẽ diễn ra trận thi đấu giữa thứ 4 và thứ 5. Và hai đội chúng ta vào sân để khởi động. Ông dẫn sức phải động hết trước á. Đấy em đếm. Con. Anh ấy đồn nhiều. Vậy miễn phí mà. Đi không đồn đồ đâu đâu ra đây coi. Vậy lá lại bro nha. Tôi thấy vô. Là vô hết đi. Nhìn mấy ơi. Thằng trưởng thấp xuống không thấy đầu nghĩa rồi. Rồi, nhìn đây. Rồi xong rồi đó. Đẹp chưa? Đâu xem. Đó. Anh để hai cái tay lên chọc cái áo không đâu. Đâu. Cái này mát này. Không phải, không phải đi trường nào, đi chứ nghĩ không có vậy. Thầy đang quay phim kia nè. Đó, thầy quay phim đó.